Đây là cây mít Mã Lai mùa là thứ hai được có trái nha anh em. Đây gốc nè, 4 6 trái. Trên này. Chung cũng tùy theo đợt. Có khi đợt ít trái được nhiều trái, muối ít muối nhiều không. Nhánh ở đây thì trái nhỏ hơn. Cái này nở gai nè, này hái vô để lại chín. Thấy cái đùm này ba trái này rất là tươi, bốn trái này có hai ba trái, hai trái có tương lai này. Trái này muối nhiều nha nè, nó u nần phía trên còn trái nữa nha. Cây này khoảng chưa tới 100 trái được thì trái quá trời. Rồi điểm sơ là chưa tới 100, cũng hái chưa chắc mấy trái rồi. Mã Lai này có mấy cây đi ra ngoài để con cây, cây này với cây đó là ăn lược ha. Cây đó có được hai mùa, cây này trái mùa đầu tiên, cây này trái dưới gốc lên luôn nha. Trái này nó hơi èo, lượt đầu thì trái nó hơi nhỏ, để đằng sau một số trái bự. Trái bự thì chắc cú muối sẽ nhiều. Cái chín là nó thơm nha. Này nó thơm là anh em như xé sẽ ăn liền luôn. Thơm là anh em sẽ ăn liền, không có cần phải đợi. Nó giống như mít Thái, thơm là ăn được liền ha. Cái này cũng đợt đó mình trồng 5 cây. Mất hơn cây còn 4 cây. Thì có trái được 3 cây rồi. Đây cây bên này nha, cũng lược một trái ít hơn. Cái này thì 2 4 có 6 trái thôi. Cái này thì hơi èo hơn xíu. Mít Mã Lai này anh em trồng cũng nhanh ăn lắm nha. Chừng nè. Mùa hai mùa là có trái nè. Rồi, anh em thấy hay thì bấm cho mình một lượt đăng ký nha anh em. Mình chia sẻ cái Mã Lai ha. Mấy cái trái nào bị sâu là mình hái về trước nè. Cái này có thể được nè, cái gai nó nở anh em. Hôm nay cái này là gai nở. Anh em thấy hay cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ nè. Cái giống này giờ anh em mà ra ngoài dừa bán kia kiển thì vẫn có bán nha. Nói mà Mã Lai á, Mã Lai mà là trái nhỏ nha. Là có nha anh em. Cái này trồng cũng nói chung là nhanh ăn lắm, cái quay là khoảng chừng 3 năm là có trái à.